bạn như tôi tình nhân khát khao đắm chìm trong điệu nhạc. Vâng, dưới cái nhiệt 80.4 độ trên yên xe đã buộc cô gái đi, đã buộc ngã cô gái vào tình trạng sốt gần bại liệt. Nhưng tình yêu với chàng trai cùng những điệu nhạc đã đưa cô ấy vào hẳn nhà thương lớn của huyện. Nơi ấy cô ao ước gặp anh, được nhảy cùng anh vô cùng mãnh liệt. Và câu chuyện xảy ra tại căn phòng A601 của bệnh viện Cúc Chiến nhỉ? Cúc Chiến nọ kia. Và sau đây